Hello, xin chào quý vị và các bạn. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách đăng ký và KYC tài khoản trên sàn CoinEX. Thì quý vị có thể vào App Store hoặc là vào CH Play để tải cái app CoinEX. Ở đây tôi sẽ sử dụng cái App Store và tôi vào tìm kiếm. Ở cái ô tìm kiếm tôi sẽ đánh là CoinEX. Rồi quý vị chọn đến cái CoinEX Cryptocurrency Exchange. Ở cái bước này quý vị chọn đúng cái biểu tượng của sàn CoinEX. Rồi quý vị chọn vào cái biểu tượng tải về trên cái thiết bị của quý vị. Còn ở đây tôi đã tải rồi, tôi sẽ chọn mở luôn. Thì đây là cái giao diện của cái sàn, cái app CoinEX. Bình thường nó sẽ sáng màu, còn ở đây tôi để cái màu tối. Thì quý vị có thể chuyển cái chế độ màu ở cái biểu tượng hình người phía bên trên góc tay trái màn hình, chọn vào cài đặt, chọn cái dark mode này. Đó, tôi sẽ chuyển sang màu trắng hoặc màu tối đều có thể được. Ok, bây giờ tôi sẽ back lại. Thì để đăng ký tài khoản trên cái app CoinEX, quý vị hãy vào cái biểu tượng hình người phía bên trên, trên cùng góc tay trái màn hình. Quý vị hãy chọn, chọn tiếp vào cái Free Sign In. Quý vị chọn vào Register. Ở đây quý vị hãy nhập email vào. Cái ô phía dưới là cái ô thứ hai, thì quý vị hãy nhập cái mã 9P3RH. Rồi quý vị chọn vào Digiter. Thì cái mã, đây là cái mã giới thiệu. Quý vị nhập cái mã này, quý vị sẽ được 30 CET token của cái sàn CoinEX. Rồi quý vị hãy vuốt cái hình bên dưới, vuốt cái hình này để cho cái hình bên trên nó khớp với nhau, để xác nhận rằng quý vị không phải là một robot. Ok, bây giờ quý vị hãy vào email để lấy cái mã mà bên CoinEX họ gửi vào. Rồi, đây tôi đã lấy mã và tôi sẽ nhập mã vào này. Rồi, cái bước này, quý vị hãy đặt mật khẩu của quý vị. Rồi, thì nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Quý vị lưu ý, quý vị chỉ cần kích hoạt bảo mật Google Authy 2FA thôi. Còn về cái phần kích hoạt số điện thoại SMS thì quý vị không nên kích hoạt, bởi vì hiện nay không chỉ riêng sàn CoinEX mà tất cả rất nhiều các sàn trên thế giới cũng vậy. Một số mạng như Vina hoặc Mobi của Việt Nam họ hạn chế tin nhắn quốc tế, cho nên quý vị không nên cần thiết phải kích hoạt cái số điện thoại làm gì. Ok, bây giờ quý vị hãy vào cái Security Center. Thì để kích hoạt cái chức năng bảo mật 2FA, quý vị hãy chọn là cái PIN TOTP, chọn vào. Rồi, ở cái bước này quý vị hãy mở cái email lên và lấy cái mã số mà CoinEX
vừa gửi vào email của quý vị. Thì ở đây tôi sẽ lấy mã số và tôi nhập luôn này. Rồi bây giờ quý vị hãy copy cái mã này, hoặc quý vị sử dụng hai thiết bị thì quý vị có thể quét cái mã QR code. Ở đây tôi sẽ copy này, và tôi sẽ mở cái AuthyIFA lên. Tôi sẽ chọn vào cái dấu cộng để thêm này, chọn vào cái Enter Key Maluloli, và tôi dán cái mã vừa copy vào, là chọn vào Save. Chọn Cancel. Chọn vào cái biểu tượng khóa. Cái này quý vị nên để màu đỏ. Chọn vào Continue. Và đặt tên nick. Chọn Save. Save. Rồi bây giờ quý vị hãy copy cái mã này. Copy này. Chọn Like. Chọn Like ở cái app có X. Quý vị hãy copy lại cái mã Authy. Đó, cái mã này nó chạy trong 30 giây thôi, nên quý vị phải thao tác nhanh. Tôi sẽ thao tác lại 495465 này. 495465. Bây giờ này đến cái phần xác minh KIC. Quý vị hãy bách lại bằng cái mũi tên. Để xác minh KIC, quý vị chọn vào cái ID Verification. Thì quý vị lưu ý, hiện tại cái app CoinX này họ chỉ hỗ trợ xác minh bằng hộ chiếu passport. Thì sắp tới, có thể một sang tháng tới, họ sẽ cập nhật tiếng Việt, cũng như là cập nhật xác minh bằng căn cước công dân, bằng lái xe. Còn trên quý vị sử dụng trên web coinex.com thì họ đã hỗ trợ tất cả rồi. Cái app này có thể họ hơi chậm thôi. Ok, thì bây giờ để xác minh cái KIC bằng hộ chiếu thì quý vị hãy chọn vào cái mũi tên ở đây. Ở cái bước này, quý vị hãy chọn cái thứ nhất là Basic Verification. Cái dòng thứ hai, quý vị hãy chọn quốc gia là Việt Nam. Chọn Việt Nam này. Cái ô thứ ba, quý vị hãy điền họ. Cái ô thứ tư, quý vị hãy điền tên. Rồi quý vị chọn Like. Và quý vị hãy chụp ảnh. Cái ảnh thứ nhất là mặt trước của cái passport. Ảnh thứ hai là mặt sau của cái passport. Và cái ảnh thứ ba là quý vị hãy chụp cái ảnh chân dung của quý vị. Quý vị lưu ý chụp từ khuôn mặt đến nửa người thôi. Và quý vị upload ba cái ảnh này lên. Thì quý vị có thể chờ. Nếu mà nhanh thì họ có thể làm việc trong vài tiếng thôi. Còn nếu mà lâu thì có thể họ sẽ xét duyệt từ 1 đến 3-4 ngày, tùy từng sao. Rồi bây giờ tôi sẽ bách lại bằng cái mũi tên. Về cái vấn đề làm sao để nhận token từ các sàn hoặc là các ví khác, về cái sàn CoinX này, thì quý vị hãy chọn vào cái Access ở phía bên dưới góc tay phải màn hình.
để gửi coin hoặc là token thì quý vị chọn vào deposit, hoặc quý vị cũng có thể chọn luôn danh sách các token ở phía dưới. Ở đây tôi sẽ chọn deposit, và cái ô tìm kiếm quý vị hãy đánh cái mã token để lấy cái địa chỉ. Ví dụ ở đây tôi sẽ đánh là USDT. Đó, nó sẽ ra USDT, tôi sẽ chọn luôn. Thì ở đây USDT họ đang hỗ trợ các network này. Tôi xem mà. Network TRC20 này, BEP20, ERC20, CSC. CSC là cái network CoinX Smart Chain của cái sàn CoinX luôn. Ok, ví dụ tôi sẽ chọn cái network BEP20 của sàn Binance. Thì quý vị lưu ý, quý vị gửi từ bất cứ sàn nào, quý vị chọn đúng cái chain, cái network. Thường cái network BEP20 và cái network ERC20 nó bắt đầu bằng số 0. Trường hợp quý vị chọn nhầm là quý vị dễ bị mất coin, mất token. Đó, ví dụ ở đây tôi chọn cái BEP20 là cái bên nhận, thì cái bên gửi quý vị cũng chọn đúng là cái cổng Smart Chain BEP20. Đó. Ok, bây giờ tôi sẽ back lại. Rồi, thì bất cứ các coin hay là các token nào cũng vậy, quý vị chỉ cần chọn đúng cái chain nhận cũng như là chọn đúng cái chain gửi thì quý vị có thể chuyển coin về cái sàn này. Rồi, và quý vị ai chưa có tài khoản trên cái sàn Coin EX thì quý vị có thể lấy cái mã đăng ký cũng như là đăng ký theo cái đường link mà tôi để bên dưới video này để quý vị nhận được 30 cái token CET của sàn CoinX. Thì cái chương trình này nó sẽ kết thúc vào cái ngày mùng 10 tháng 9. Ok, rồi đến đây thì tôi xin kết thúc video này.